Và Sài Gòn lại mưa rồi, mưa lớn luôn. Bây giờ là hơn hơn 1 giờ trưa, mưa như đổ nước, như trút nước. Lúc nãy thì em định là sẽ xử lý mấy cái củ nghệ với lại cái thao đất lúc nãy sang ra đó, nhưng mà mưa quá em đang đậy lại luôn nè. Bây giờ trời cũng hết mưa rồi, bắt đầu kiếm việc làm. Nãy giờ định định làm cái củ nghệ này nhưng mà mưa quá, giờ hết mưa rồi. Sài Gòn nay giống như là áp thấp nhiệt đới hay sao? Mấy bữa thì có đào trong cái chậu này nè, rất là nhiều cỡ ký á. Bữa nay tiếp tục đào trong cái chậu khế cũng khá là nhiều. Ủa trong khế cũng có nữa hả? Bữa trồng mấy năm trước chứ không phải bữa nữa. Bữa thì bỏ rồi, thấy cũng uổng uổng, thì bữa nay thấy tận dụng. Chắc hồi nữa rửa xong rồi rồi sắt mỏng phơi khô đó, củ nghệ có mùi thơm. Nói chung mấy củ này phải lớn lớn thì mới ngon, chứ nhỏ quá thì nó không có nghệ. Ở này ba ba ký này, làm này 3 ký củ nghệ này làm ra bột nghệ được khoảng 100 gram bột nghệ. Đi quay củ nghệ đi quay đâu? Mày anh nãy mấy cú nghệ rồi. Cái củ này chắc đống này chắc cũng cỡ cân ký. Hỏi hai cơ nghệ làm được gì? Giờ trước mắt thì cắt ra phơi khô thôi, cắt mỏng phơi khô thôi. Ít quá là thôi, bỏ thì cũng uổng uổng. Nghệ này thường để kho cá bỏ bột nghệ vô đó, là như có nhiều đó. Cái gì có vô đây vậy? Nó mà ít quá thì cũng là miễn làm. Cái này nếu mà trồng đất 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 thịt đó, đất cát hay gì á, đất tốt, nói chung đất tốt thì nó nhiệt củ nó lớn lắm. Còn này mình trồng trong cái điều kiện nó hơi eo hẹp, hơi khắc nghiệt. Đi rửa lên đẹp nè. Nhiều cô chú anh chị chia sẻ nói cái này ở ở hải ngoại mắc lắm, mà ở Việt Nam mình thì nói chung ít ai. Cái này ai bị bao tử thì nghệ điều trị bao tử trong thực phẩm thì làm cho món ăn nó vàng vàng có màu. Bây giờ rửa sạch thôi. Lúc nãy trong lúc trời mưa lên mạng đọc tin thì thấy ở Bình Dương, thấy rất là thương những người mà bị nhiễm F0 á, họ không có đủ ăn. Rồi trong bệnh viện đó họ họ không có được phát đồ ăn kịp thời đó, khi mà họ chuyển viện rồi bắt đầu họ biểu tình giành đồ ăn trời tội nghiệp vô rồi ra khỏi khu cách ly luôn, phá rào ra luôn. Tại vì trong lúc chuyển viện đó thì tới 6.000 người chuyển tới bệnh viện đó, bệnh viện dã chiến ở Bình Dương á, 6.000 người thì chung bên nào cũng có đúng, bên nào cũng có sai. Nhiều khi người ta đói quá thì cũng phải phải bất chấp tất cả. Làm liều thôi.
Còn bệnh viện thì nhiều khi người ta không chuẩn bị kịp. Lại thời buổi bây giờ vận chuyển cũng khó khăn nè, rồi y tế đồ quá tải nè, nhân lực không có, nên người ta chuẩn bị không kịp cùng lúc như vậy. Ồ, cái vỏ này dễ lột quá ta. Lột lột cái sạch liền. Lột. Ờ, hay tại nó non không ta? Không biết nữa. Đó, rồi không biết nay mai gì, chuyện gì xảy ra đây. 6.000 người mà vượt rào như vậy á, thì mà mấy người đó đang nhiễm nha, nguy hiểm vô cùng, khó khăn lại càng thêm khó khăn nữa. Mấy bữa đọc cũng nằm viện đó, rồi lúc mà chuyển viện đó, rồi chuyển về thì cái suất ăn cũng chưa được đăng ký. Thì bữa đó thì nói chung bữa đó thì không có đồ ăn luôn á. Ngày thời buổi này đâu phải muốn mua là có đâu, không có chỗ bán đó, nên người ta bắt buộc người ta phải làm lều luôn, tranh giành miếng ăn. Nhìn thấy đội bởi Bình Dương bây giờ nhiễm, số lượng nhiễm người nhiễm là cũng tương đương như ở Sài Gòn luôn. Rồi hôm qua 8.499 đâu ra dưới vậy trời. Cái này để xa rồi. Người đây gần nè. Ủa tính ra có nhiêu đây à? Nhỏ xíu. Cụ nhỏ xíu à. Chắc thôi chắc để có nấu gì nấu. Đem xuống để tủ lạnh thôi, có nấu gì nấu. Để nó khô đi, phơi khô bao nhiêu nó khô đi để tủ lạnh. Trở đi móc. Dễ thương à. Ờ khoe ông bà cô chú có củ cà rốt dễ thương lắm. Tiện khoe cái củ cà rốt dễ thương lắm mạnh. Hả? Đi hồi đi gọt. À, rồi thành quả nãy giờ nhờ rửa sạch rồi cất để tủ lạnh thôi, không có xài gì xài. Chào mừng cô chú ở đâu? Con đang làm cái gì vậy? Để bóp dài. Bóp dài. À rồi chiều nay đi đi gọt khoai tây, cà rốt. Cà rốt. Ê ê củ cà rốt. Nó có chân nè Đồng. Ôi. Giống con Đồng không? Nhìn lại coi. Giống không? Đâu gà đứng rồi, gà đứng rồi giống không? Gà đứng rồi giống không? Đứng qua đây, đứng yên rồi nè. Của cà rốt với lại khoai tây chiều nay là món khoai tây xào. Của khoai tây này em bữa anh hàng xóm cho. Đổ ra coi. Nói chung bữa ăn mấy ngày này thì có bữa này bữa khác, bữa món này bữa món kia. Hôm nay mấy củ này nhỏ nhỏ thì gọt đây luôn nè. Bỏ đây luôn hả? Ừ, thôi lấy ra rửa sao. Có tay một mầm rồi nè. Có tay một mầm à? Ừ. Làm được không? Có tay một mầm gây độc á. Đâu? Đi. Hình nếu mà củ nào nó hư thì bỏ qua. Để bây giờ cũng 4-5 ngày mà giờ rau củ ở Sài Gòn không phải là dễ mua, mà có mua thì mua được thì nó cũng không có tươi, người ta vận chuyển đồ xa xôi rồi trắc trở mấy ngày mới tới nè. Bây giờ nói chung cái gì cũng có cái khó, một phần nào cũng có cái khó, ngành nào cũng có cái khó. Đặc biệt là những y bác sĩ họ bị cuốn vào cái cơn đại dịch này mấy tháng trời, không có về thăm gia đình vợ con. Những người ở tuyến đầu người ta phải hy sinh đó. Người ta khổ, mình thì ở nhà
chờ đợi, nhưng không biết khi nào sẽ hết dịch. Theo tình hình thì theo các nước thì thấy tình hình dịch này nó kéo dài, nhưng mà sắp tới đây mình cũng sẽ phải thích nghi với tình hình và cũng phải hoạt động, phải làm ăn, phải giao thương, chứ ở nhà gì hoài cũng ổn. Đáng lý bữa giờ nếu mà biết mà ở nhà tới 3 tháng như vậy, 2 tháng mấy như vậy là có sự chuẩn bị để không uổng phí thời gian đó. Ví dụ như em sẽ trồng được cái gì hay là cái gì, làm được cái khuôn viên vườn hay là cái gì đó, nhưng mà cứ 2 tuần rồi lại 1 tháng rồi làm cho mình cũng không có sự chuẩn bị gì hết, không có mua được gì luôn. Bây giờ muốn làm vườn thì cũng phải có vật tư, vật liệu, rồi bữa giờ phải có, nếu có là 2 tháng là cây nó cũng ra hoa kết quả rồi. Mình chỉ chăm sóc mấy cây có sẵn thôi. Bây giờ người ta không có ăn rồi, người ta làm càng như vậy là ở Bình Dương nè, coi như là sắp tới là sẽ không biết như thế nào luôn. Hy vọng là sẽ ổn hết, chứ như vậy hoài là cũng mệt, hết tỉnh này tới tỉnh kia. Bạn đồng nhỏ đang coi hoạt hình ở trong. Bạn đồng nhỏ sắp học online rồi. Tuần sau là đồng học online à. Mà nếu mà học online thì phải có phụ huynh. Chứ tại vì cấp 1 mà học cấp 1 đâu có Zalo. Đồng lớp 1 đó, trời đất ơi. Mà sao cầm tay viết chữ được trời. Rồi mai mốt mình đi làm rồi sao? Giáo trình sách thì sách online. Sách điện tử, những cái trang PDF được gửi vào Zalo, rồi mở điện thoại hoặc mở máy tính để xem. Mà dù như không có người lớn thì làm sao mở được. Như ở nhà, như vài bữa nữa thì ai cũng đi làm hết rồi, ở nhà ông bà ngoại lớn tuổi rồi sao biết mở, không hiểu luôn. Hồi chưa kể là những người ta không có điều kiện mua máy tính chứ. Bây giờ việc mua máy tính không phải đơn giản đâu, mua được không có người giao, mà nếu mà không có tiền thì lấy đâu mà mua nữa, con tự con bấm đi. Cũng mệt mỏi, nhiều cái khó khăn. Hy vọng là cái dịch này nó sẽ sớm được đẩy lùi. Còn bữa nay đồng hết sữa nè, mà muốn mua mà không biết mua ở đâu luôn á, là vì đồng uống sữa TH Tru Miêu, mà trên phường, cái danh sách của phường thì không có TH Tru Miêu, chỉ có Đà Lạt Miêu rồi cái gì, nói chung mấy loại uống không quen, nó không chịu uống, mà con nít nữa, nó sợ đau bụng, nên thành ra cũng chưa biết sao, mà giờ đi mua thì đi không được, mà cái chỗ mua người ta cũng nghĩ gì. Củ khoai thấy nhỏ xíu ta, nó non hay sao? Cái loại. Còn mấy loại mà khoai tây chiên là củ bự hả? Rồi video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Vài hình ảnh sinh hoạt gia đình cũng như vài thông tin ở Sài Gòn, lân cận Sài Gòn, Bình Dương, chia sẻ cùng anh chị để mình thấy được cái tình hình ở Việt Nam ngày hôm nay nó như thế nào ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye bà cô chú. Bye bye. Động có hoạt hình ở trong rồi.